Thằng Du Mục về Việt Nam like cộng đồng mạng mới thấy Nhất Dương ở nhà cân tất đỉnh đến thế nào? Để xem, nhíp món. Đây mọi người ha. Ê, thì chan chưa biết gì à? Nó không của tao là. Sau khi về Việt Nam thì Hằng Du Mục đã nhanh chóng vào việc khi mà tiếp tục like. Chỉ có điều cộng đồng mạng nhận ra ekip like này cũng khá là bất ổn khi không biết là like ở đâu nhưng cứ là bị mũi trích. Sau đấy nữa là trang thiết bị không có chỗ cho Hằng Du Mục thấy được bình luận cũng như tình trạng dò hàng. Có người còn trêu rằng đổi background mới tự dưng nhìn lạ lạ không quen lắm. Đã thế Nhất Dương cũng phải chạy đôn chạy đáo chứ không được ngồi yên. Ngồi đây mũi nó cắn quá trời luôn á. Mũi cắn quá à. Nhiều khi cũng muốn đọc comment lắm. Em ơi, có cái kệ nào để cái điện thoại đọc comment luôn không ta? Để chị đọc được luôn. Cái màn hình này chị có thấy được cái giỏ hàng nó hiện lên không? Điều này khiến nhiều người so sánh với ekip nhà chồng khi ở nhà của cô. Dù chỉ có mỗi Nhất Dương không thêm ai khác nhưng mà lại vô cùng xịn sò. Chưa kể đến là cái màn hình.